Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan vườn mận Bắc Hà, rất là sai quả. Đây quả này ương ương rồi này, quả này là ăn được rồi, nhưng mà nó vẫn còn chua lắm. Ôi sai quả thế, năm nay được mùa, năm nay mận ở trên đây được mùa rất là sai quả. Nhiều quả. Ai. Ê, các bạn ơi, quả này. Quả này ưng mình ăn thử miếng à. Bên trong nó đỏ này này các bạn này. Mận Tâm Hoa Bắc Hà là đặc sản ở trên Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Rất là giòn và ngon. Họ trồng đan xen đấy. Đây là cây lê. Đây này, quả họ rồi lấy túi bọc để tránh sâu bọ cắn vào. Rất là nhiều mận, toàn là mận. Ngon. Một vườn mận, một vựa mận. Đây. Mỗi tội mình lên đợt này quả nó còn chưa được chín mấy. Quả nó vẫn còn xanh. Đây này, quả nó xanh như này, nó màu xanh như này các bạn này. Đấy. Nếu mà quả ương này ấy, về mình cắt miếng ra xong mình lắc mấy lại bột ớt ấy, cũng rất là ngon. Đây này. Toàn quả là quả thôi các bạn. Rất là nhiều quả. Chẳng thấy cây nào chín cả. Xanh lắm. Cái này chỉ tầm chắc tầm nửa tháng nữa là rộ nhỉ? 2 tuần nữa chị lên là nó chín. Ờ, kiểu gì cũng lên lần nữa. Chứ đợt này lên là chưa có mận rồi. Xanh lắm. Nhiều nhỉ? Cả lê nữa kìa. To nhưng mà nó chưa chín. To mới tội là nó chưa chín. Chín thì ăn nó mới ngọt. Ôi. Đây này, dưới này. Sai quá các bạn ơi. Này. Toàn quả là quả thôi. Cây ở dưới này nó hơi còi. Quả nó còi quá. Này. Nhiều quả quá. Được cái nó sai. Quả nó chi chít nhau. Đây này các bạn. Nhiều quả chi chít nhau. Ôi. Mỗi năm một vụ mận là mình sẽ lên đây 1-2 lần. Để tham quan vườn mận và hái mận. Mua mận về ăn. Đây này các bạn. Quả này. Đây. Mận nguyên phấn.
Mận này, mận nguyên phấn. Đây các bạn. Rất là ngon này. Mình sẽ hái một ít, nó vẫn còn xanh nên mình sẽ không hái nhiều, mình hái một ít về chiều mình sẽ làm nộm, nộm mận. Rất là ngon. Nhiều quả quá, quả này to. Đấy. Mình hái quả này về làm nộm này. Quả này bé. Quả nó bé mình sẽ không lấy đâu. Mình sẽ lên trên này xem có quả cây nào quả to hơn không. Cái này quả to đấy, nhưng mà nó chưa chín. Anh ơi, quả xanh lắm. Hái ít thôi, xanh lắm. Hái về làm nộm thôi. Này. Hái ít làm nộm thôi, đừng hái nhiều. Tí ra chợ mua quả chín ăn. Nhiều quả nhỉ, sai thế. Năm nay mận được mùa, sai chi chít này. Quả trên quả. Con này là chín rồi. Mỗi tội là nó còn xanh nên nó chua. Chua quá. Cái này không có súp chấm. Này nó ăn chỉ hai quả, em tăng cũng ăn được. Em ăn có hai quả rồi. Quả này thứ hai mà ghê hết ăn rồi. Này về phải có súp chấm. Hôm nay mua bột ớt là Bắc Hà rồi. Chiều về thực hành luôn món nộm. Nộm gì nhỉ? Nộm mận. Thích nhỉ, cứ có cái vườn mận như này thích nhỉ.